giờ mình đốt mấy cái pháo ngoài kia nó nhỏ xíu rồi không đã. Chơi như pháo này nó mới ngầu quý vị. Ok. Rồi năm nay quốc võ sẽ nổ như cái pháo này. Đúng rồi. Rồi nó trong cái chấm lửa đi. Quẹt được không? Chờ đẹp. Cầm tờ giấy đốt luôn chị. Bấm. Mềm ghê quá. Rồi 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 nổ rồi. Rồi chúc mừng năm mới. Rồi chúc mừng năm mới quốc võ nha. Rồi. Năm nay là tự lực có phần nổ như pháo. Phát ngay. Nổ. Happy New Year. Happy New Year. Chào quý vị, hôm nay là đầu năm. Tôi rất là hân hạnh được quốc võ tới đây. Một điều kiện là thầy thiện tâm ghép qua đây cho tôi một cái thư pháp trong đầu năm. Tôi chắc chắn rằng năm nay tôi sẽ khá hơn, khỏe hơn. Cái tôi muốn là cái tâm an, phải không anh? Đó là cái sự mong muốn của rất là nhiều người và ngay cả chính bản thân của chúng tôi. Cảm ơn quốc võ rất là nhiều, anh em mới gặp sau này nhưng mà rất là vui được gặp quốc võ. Rất là nhiều tài, một người trẻ tuổi. Nhìn vậy chứ ông già, nhìn ông già hơn tôi. Ông trẻ hơn tôi biết chứ. Dạ thưa quý vị, đây là thầy đồ Kim đạo sĩ. Dạ, Kim đạo sĩ luôn ha. Rồi, ok. Đó. Cảm ơn quốc võ rất là nhiều. Quý vị nhớ xem chương trình quốc võ nha. Quốc võ có rất là nhiều những cái chương trình tài năng nhiều lắm. Nào là nhạc sĩ, rồi nghệ sĩ, ca sĩ, rồi là cũng là người diễn viên, viết. Và cảm ơn quốc võ rất là nhiều. Anh là người viết và editing cũng như là gì cái mấy cái phim mới là gì là đạo diễn. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một năm mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Coi như là ăn cháy cái quýt luôn. Wow. Ok, good. Ông để.
thiện tâm gặp được cô Khánh Ly ở đây tại nhà sách Tự Lực. Trông cô rất là khỏe à, thì thiện tâm cũng xin chúc cho cô Khánh Ly năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cô nha. Dạ, các quý vị thấy cô Khánh Ly dễ thương chưa? À, tuyệt vời. Chúc mừng năm mới cô ha. Dạ. Thiện Tâm sẽ viết cho cô tặng cô một cảnh. Bây giờ cô muốn cái gì? À, chữ An. Chữ An. Chữ An nhá. Dạ. Rồi, dạ, chị xin bình an nha. Dạ, chúc cô luôn luôn bình an ha. An lạc trong tâm hồn. Năm mới, năm mới xin chúc thầy thiện tâm về sức khỏe, tiền do như nước, tình đầy túi. Ồ, tiền đầy túi, tình đầy tim. À, bạn Sơn Cát Tường, không ta ai mà. Rồi thầy con năm mới á, nhiều nhà sức khỏe, sống lâu trăm tuổi của cho bằng thầy à, coi như là quan trọng sức khỏe ha. Rồi thứ hai nữa đó là tất cả mọi chuyện đều thành công tốt đẹp. Cảm ơn thầy, con không có lì xì lại được giờ sao đây thầy. Thôi khỏi. Bây giờ em sẽ rút một lá bài và đưa lá bài lên không lật lên. Rồi bây giờ em hỏi một câu hỏi. Tình cảm. Rồi vấn đề về tình cảm trong năm năm mới này đúng không? Hiện tại bây giờ là cái người mà có thể là sống trọn đời với em đó, họ muốn làm vua nha. Tức là anh ấy là một người rất là mạnh mẽ, à, có chí khí, nhưng mà muốn được chiều. À, cái vấn đề là cái điều đó. Cho nên nếu hai mình người mà muốn sống với nhau mà trọn đời thì phải hiểu nhau, nhường nhịn nhau mà sống, tức là mỗi người nhường nhịn nhau mà sống, không có cương. Ví dụ như em thấy anh ấy mà nóng tính thì em nguội, hoặc là em nóng tính thì anh ấy nguội, hai người hòa hợp nhau thì rất là bình lòng, đừng có cương nhau. Tại vì hai người đều muốn coi như là chứng tỏ bản thân mình. Nhưng mà anh chàng này là rất là muốn chứng tỏ bản thân à, số là mình vua mà à, king mà, cho nên là muốn chứng tỏ bản thân. Vì vậy cho nên em phải cuộc sống phải flexible, có này có đó ok à, tức là trong cái năm tới này đó, chuyện tình cảm rất là tốt à, anh chúc mừng. Cảm ơn.